Bạn có biết cá voi lưng gù biết hát, cá sấu hoa cà từng sống cùng khủng long, hay cá mập thực tế không muốn tấn công con người? Cùng Loan khám phá viện hải dương học nha. Đi loanh quanh có cây gì, có cây gì. Trong chuyến công tác từ Phan Rang ra Nha Trang, Loan đã chọn viện hải dương học làm nơi để ghé thăm. Loan rất thích cuộc sống ở dưới nước. Thường xuyên là mình rất xem những phim tài liệu về thế giới động vật ở dưới nước. Tại vì mình biết cơ hội mình được tiếp xúc với những loài vật này là rất là khó. Bởi vì mình phải biết lặn nè. Mà chưa chắc khi lặn thì mình gặp được những loài vật Điều này. Điều đầu tiên các bạn thấy khi bước vào viện hải dương học đó chính là một bộ xương khổng lồ. Đây là bộ xương của cá voi lưng gù, được khai quật vào ngày 8 tháng 12 năm 1994 trong quá trình đào mương thủy lợi của người dân tỉnh Nam Hà. Khi mà đứng cạnh bộ xương này thì mình thấy mình rất là nhỏ vừa bé, vừa thích vừa sợ mà vừa cảm thấy ngưỡng mộ nữa mọi cá người. Cá voi lưng gù là một trong những ca sĩ tuyệt vời ngoài đại dương. Chúng có thể tạo ra những âm thanh kỳ diệu và bí ẩn. Tôi vẫn nghĩ không biết nàng tiên cá có phải lấy hình ảnh từ cá voi lưng gù không các nữa. Các nhà khoa học thì vẫn đang đi giải mã những âm thanh bí ẩn này. Họ chỉ biết là cá voi lưng gù dùng âm thanh để có thể giao tiếp được với nhau. Một số nghiên cứu còn cho thấy các đàn cá voi lưng gù học những bài hát của điều nhau. Này nghe thật là thú vị đúng không mọi người? Tiếp đến mọi người sẽ gặp nỗi ám ảnh của đại dương. Đó chính là cá mập. Đây là cá mập rạn san hô, cá mập vây đen và cá mập y tá. Tất cả những loài cá mập này đều được xếp vào nhóm sắp nguy cấp hoặc dễ bị tổn thương. Không biết có ai ở đây giống Loan không, là lúc nào đi tắm biển Loan cũng có cảm giác là có cá mập xung quanh hết trơn. Có thể là do mình xem phim quá nhiều và mình hiểu lầm về cá mập quá thành nhiều. Ra là mình bị ám ảnh là cá mập luôn luôn có suy nghĩ là sẽ tấn công mình. Nhưng mà thực tế thì ai mà rảnh đâu mà tấn công vô lý đúng không mọi người? Và thật sự là cá mập sẽ không tấn công con người nếu như không cảm thấy bị đe dọa. Tiếp theo xin mời mọi người gặp cá sấu hoa cà, một trong những sinh vật cổ nhất hành tinh. Tổ tiên của cá sấu hoa cà đã từng sống cùng với khủng long khoảng 240 triệu năm về trước. Đây cũng là loài bò sát lớn nhất trên thế giới. Cá sấu hoa cà ở sông Barry, Queensland có chiều dài lên đến 6 mét và nặng 1,1 tấn. Cá sấu hoa cà không có tuyến mồ hôi và thải muối thông qua tiếng lệ của một mình. Điều thú vị là cá sấu hoa cà nhưng mà không ăn được dưới nước nha mọi người. Nó có thể tấn công con mồi ở dưới nước nhưng không thể nhai và nuốt con mồi ở dưới nước. Còn đây là điều thú vị nhất mình đọc về cá sấu hoa cà ở viện hải dương học. Đó là nhiệt độ quyết định giới tính. Trứng của cá sấu ấp ở nhiệt độ thấp sẽ cho ra con cái, còn ấp ở nhiệt độ cao thì sẽ cho ra con nữ. Ở Việt Nam thì cá sấu hoa cà xuất hiện ở vùng Vũng Tàu, Cần Giờ, vịnh Kiên Giang, Phú Quốc và Côn Đảo. Hiện tại thì số lượng cá sấu hoa cà cũng đã giảm rất nhanh do diện tích rừng bị thu hẹp và hoạt động săn bắt trái phép của con người. Vì vậy mà cá sấu hoa cà đã được xếp vào loài tuyệt chủng ở ngoài tự nhiên. Đây chỉ mới là khuôn viên bên ngoài viện hải dương học thôi mà đã quá nhiều thông tin rồi. Mọi người hãy cùng chờ đón những video tiếp theo nha. Coi như là đi viện hải dương học online cùng với Loan luôn.